Sư phụ xin nhận định thế này. Cái tập tục mà nhà có người mất ấy, thì người thân trong nhà không có đi chỗ này chỗ kia, nó xuất hiện khá lâu rồi. Người ta gọi là nhà đang có hạn áo xám. Áo xám thực ra thì nó không phải xám đâu, người ta mặc áo tang nó trắng chứ nó không xám lắm. Nhưng mà người ta bảo là áo xám vì nó cái màu nó gọi là u tối, tang tóc mà. Cho người ta gọi là nhà có hạn áo xám. Hạn áo xám người ta kiêng, người ta không đi chỗ này chỗ kia, không đi đến chỗ nọ đền chùa, không đi thăm nom, chúc tụng lễ hội này nọ. Người ta kiêng. Thế thì đây nó là một cái tập tục, các con ạ, nó không phải là đúng chân lý. Thì ở đây Sư Phụ xin chia sẻ với đại chúng thế này, chúng ta ai cũng phải chết cả, chẳng có ai là không chết. Mấy nghìn đứa các con ngồi đây rồi cũng sẽ chết hết, phải không? Thế nào không phải chết? Sư Phụ rồi cũng phải chết, Sư Phụ khẳng định nó như vậy. Thế còn chúng ta đã sinh ra là phải có chết, cho nên hữu sinh ắt hữu tử. Đáng nhẽ ngày sinh nhật ấy, cái giấy khai tử cũng mang đến luôn, nghe không? Để sẵn đấy, chưa ký ngày thôi, chưa ký ngày thôi, để bên cạnh. Vì đã biết là có sinh là phải có tử, chứ làm sao chứ không có tử. Hữu sinh thì ắt hữu tử. Tại sao thì sinh nhật thì mừng vui, phải không? Ca hát vui mừng. Nhưng mà đến chết ấy, đám tang thì khóc lóc ầm ĩ. Đấy là chúng ta không hiểu đạo. Vì hai cái này nó là đương nhiên. Chúng ta mời gọi một người đến thế giới này thì đương nhiên chúng ta sẽ có ngày phải tiễn biệt người đó rời khỏi thế giới này. Chúng ta rất hiểu cái điều đó. Nhưng mà chúng ta cứ thiên vị làm một chiều. Họ đến thì mừng tíu tít, nghe không? Họ đi thì khóc ủ ê, rồi buồn rồi khổ. Cho nên trong khóa hư lục của vua Trần Thái Tông đó, Ngài nói hay lắm. Người mừng vừa đi thì kẻ điếu chen chân đến. Cái người mừng đó, mừng ngày mình sinh nhật ra, và vừa mới ra khỏi thì kẻ đến phúng viếng đã bắt đầu chen chân đến rồi. Có khi vừa mới đến mừng thọ, mừng sinh nhật, mừng thọ xong, người ta vừa ra khỏi đã báo tang luôn, chết rồi. Đấy, sinh và tử nó như thế thôi. Phải hiểu, đấy ông vua Trần Thái Tông ngồi trên ngai mà ông hiểu đạo đến như vậy đấy các con ạ. Cho nên sinh tử là lẽ đương nhiên, không ai tránh khỏi. Ai cũng phải chết, nhà nào cũng phải chết, người nào cũng phải chết. Chúng ta hiểu được cái đạo lý ấy thì nó rất bình thường. Cho nên người học Phật và tu Phật mà hiểu Phật Pháp ấy, thì đối với cái chết họ không sợ, mà họ cũng không có gì là buồn rầu đâu các con ạ. Không có gì buồn rầu đâu. Nếu cuộc đời này họ đã sống cuộc đời tốt đẹp, họ làm được nhiều điều lợi ích thiện lành cho đời, thì họ ra đi rất thanh thản, giống như mình đi du lịch ấy các con ạ. Thế thôi, không có gì cả.